champagne. The fireworks are through. Here we are, me and you, feeling lost and feeling blue. It's the end. Thưa quý vị và các bạn, trong khoảnh khắc cuối cùng của một năm cũ sắp qua đi, khi không khí rạo rực của đất trời, của mùa xuân đang đến gần, tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường như có dịp để nhìn lại thành quả của mình sau một năm lao động miệt mài, một cách đầy tự hào. Chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng điểm lại 10 sự kiện nổi bật của trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu trong năm vừa qua. Năm học 2013-2014, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ giáo viên, nhưng nhờ sự đoàn kết và lòng nhiệt tình, trách nhiệm của tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên, sự nỗ lực của các em học sinh, nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với những kết quả thật ấn tượng. Có một cán bộ quản lý giỏi cấp tỉnh, có 7 giáo viên giỏi cấp huyện. Đội tuyển học sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi các cấp có 60 em đạt học sinh giỏi cấp huyện, trong đó có 10 giải nhất, 10 giải nhì, 21 giải ba và 19 giải khuyến khích. Có 28 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó 3 giải nhất, 5 giải nhì, 10 giải ba và 10 giải khuyến khích. Về chất lượng giáo dục, có 134 em đạt học lực giỏi, đạt 49,3%, 138 em đạt học lực khá, chiếm 50,7%. Không có học sinh xếp loại học lực trung bình. Về hạnh kiểm, có 267 em xếp loại hạnh kiểm tốt, đạt 98,2%, 5 em xếp loại khá, chiếm 1,8%, không có học sinh xếp loại hạnh kiểm trung bình. Bên cạnh việc quan tâm đến chất lượng giáo dục, văn hóa, nhà trường còn luôn chăm lo đến việc giáo dục thể chất cho các em bằng các hình thức như khuyến khích các em tập luyện các môn thể thao phù hợp với điều kiện nhà trường như cờ vua, đá cầu, bóng đá. Kết quả, đội bóng đá của nhà trường lần đầu tiên đạt giải nhất cụm vùng huyện, đội thể dục thể thao tham gia thi đấu tại tỉnh đạt 6 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Nhà trường giữ vững danh hiệu tập thể lao động tiên tiến xuất sắc, dẫn đầu khối trung học cơ sở của huyện và được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Từ năm học 2009-2010, căn cứ vào các công văn hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo, Sở Giáo dục Đào tạo Hòa Bình, Phòng Giáo dục Đào tạo Lạc Sơn, nhà trường đã tiến hành công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục. Năm học 2012-2013, trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu là đơn vị đầu tiên của khối trung học cơ sở trong huyện đã đăng ký đánh giá ngoài về chất lượng giáo dục. Tháng 11 năm 2013, đoàn đánh giá ngoài của Sở Giáo dục Đào tạo Hòa Bình về kiểm tra đánh giá chất lượng giáo dục của nhà trường. Trong năm tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục thì tiêu chuẩn về hoạt động giáo dục và chất lượng giáo dục được đoàn đánh giá ngoài đánh giá đơn vị nhà trường là một trong các đơn vị đạt kết quả chất lượng giáo dục cao trong tỉnh. Tuy nhiên, tiêu chuẩn về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học của nhà trường còn nhiều hạn chế. Tháng 1 năm 2014, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hòa Bình đã ra quyết định công nhận trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu đạt chuẩn chất lượng giáo dục trung học cơ sở cấp độ 2. Căn cứ vào nguyện vọng của nhân dân, tình hình thực tế trên địa bàn thị trấn Vụ Bản, trên cơ sở đề xuất của Ủy ban nhân dân thị trấn Vụ Bản, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện đã quyết định sáp nhập trường Trung học cơ sở Vụ Bản và trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu thành trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu. Việc sáp nhập trường là một bước ngoặt lớn cũng như một sự kiện quan trọng, nhận được sự quan tâm đông đảo của các cơ quan ban ngành trong huyện. Sau khi sáp nhập, trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu là loại hình trường công lập thuộc quyền quản lý của Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Lạc Sơn. Nhà trường có 2 điểm, điểm trường trung tâm đặt tại phố Hữu Nghị, điểm trường lẻ đặt tại phố Độc Lập, thị trấn Vụ Bản. Hiện tại, trường có 38 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên, có một hiệu trưởng, một hiệu phó. Việc sáp nhập hai trường đem đến nhiều thuận lợi cho các em học sinh trên địa bàn thị trấn, đồng thời cũng đặt ra không ít những khó khăn thử thách với thầy trò nhà trường.
Tuy nhiên, mọi hoạt động và nề nếp của nhà trường đều giữ vững và dần đi vào ổn định, tạo ra một không khí học tập thi đua sôi nổi. Tập thể nhà trường luôn đoàn kết và lớn mạnh không ngừng, quyết tâm cùng nhau thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học. Năm học mới này, bộ mặt của nhà trường đã dần được thay ra đổi thịt. Toàn bộ ngôi trường đã được tu bổ và xây mới khang trang. Sân trường được lát gạch chống trơn sạch sẽ. Trên sân trường được xen kẽ bởi màu xanh của cây lá, sắc hoa do chính bàn tay và sự chăm chỉ của các em học sinh hàng ngày chăm bón tạo ra một khung cảnh đẹp mắt, dễ chịu khi bước chân vào ngôi trường. Phòng học vi tính, nơi các em học sinh tiếp cận với công nghệ thông tin, năm học này được đầu tư thay thế toàn bộ máy vi tính mới, được kết nối Internet nhằm phục vụ cho việc học tập tốt hơn. Đó còn là nơi các em học sinh tham gia các cuộc thi qua mạng, nơi cho cán bộ giáo viên sinh hoạt chuyên môn trực tuyến, cập nhật dữ liệu vào các phần mềm. Phòng thực hành bộ môn sinh hóa được đầu tư đầy đủ về trang thiết bị và các loại hóa chất phục vụ cho các tiết học thực hành, là nơi thầy và trò say sưa trong mỗi tiết thực hành. Nhìn ánh mắt háo hức và phấn chấn, đủ thấy rằng các em học sinh thích thú chừng nào khi khám phá ra kiến thức mới từ những bài học thực hành. Phòng thực hành môn vật lý công nghệ cũng có đầy đủ thiết bị và dụng cụ thực hành, được sắp xếp tiện lợi, khoa học, thuận tiện cho giáo viên, học sinh khi cần sử dụng. Phòng truyền thống là nơi lưu giữ những hình ảnh, hoạt động và kết quả nổi bật của nhà trường qua các năm học, những bằng khen, giấy khen, cờ lưu niệm của các cấp các ngành như minh chứng cho bề dày thành tích của nhà trường, không chỉ trong hoạt động dạy và học mà trong cả các hoạt động văn hóa, thể thao và các hoạt động xã hội khác. Nơi đây còn lưu giữ những hình ảnh về những gương mặt học sinh giỏi quốc gia qua các năm như những tấm gương sáng về học tập cho các em đội viên tiếp nối và phát huy. Phòng y tế của nhà trường với đầy đủ các dụng cụ y tế và thuốc men cùng nhân viên y tế được đào tạo đúng chuyên môn, đảm bảo cho việc chăm lo sức khỏe cho cán bộ giáo viên, học sinh nhà trường. Phòng thư viện được bài trí khoa học và tiện lợi. Ở đây có đầy đủ sách giáo khoa, sách giáo viên, sách tham khảo, sách nghiệp vụ, phục vụ cho việc dạy và học. Ngoài ra cũng rất phong phú về truyện đọc. Các báo chí của đội là nơi học sinh thường xuyên lui tới sau những giờ học. Khu nhà hiệu bộ mới được xây dựng thêm và đưa vào sử dụng từ đầu năm học. Với phòng hội đồng rộng rãi, thoáng đãng, với diện tích sử dụng gần 100m², có đủ bàn ghế, chỗ ngồi, các thiết bị cho giáo viên nhà trường trong các buổi họp, sinh hoạt chuyên môn. Văn phòng còn là nơi tập trung gặp gỡ trao đổi của anh chị em giáo viên sau mỗi giờ lên lớp. Khu vệ sinh cho giáo viên và học sinh được đầu tư xây mới sạch sẽ, đảm bảo giữ gìn vệ sinh môi trường. Mùa thu về với bao ánh mắt hân hoan, tiếng trống trường rộn rã. Đây là năm học đầu tiên hai trường sáp nhập với quy mô trường lớp được mở rộng. Toàn trường có 12 lớp với tổng số 372 học sinh. Thực hiện công văn chỉ đạo của phòng giáo dục, nhà trường đã tổ chức đón các em học sinh lớp 6 và thực hiện phần lễ với không khí trang nghiêm. Sau phần lễ là tổ chức các trò chơi dân gian như kéo co, bịt mắt, đánh trống, tạo ra một không khí tươi vui rộn ràng cho buổi lễ. Ánh mắt rạng ngời hiện lên trên gương mặt của các thầy cô giáo và các em học sinh. Các em thực sự cảm nhận được sự gần gũi, ấm áp. Ngôi trường chính là một gia đình lớn, nơi các em bộc lộ và phát huy những khả năng sẵn có của mình để giúp các em phát triển thành những con người toàn diện trong tương lai. Tháng 11 về, trong lòng lớp lớp học trò và các thế hệ nhà giáo đều rộn ràng, hân hoan những niềm vui có tả. 20 tháng 11 năm 2014, đối với thầy và trò trường trung học cơ sở Võ Thị Sáu, thực sự là một ngày lễ đầy ấn tượng và cảm xúc. Những thành tích học tập, những bông hoa điểm tốt mà các em dâng tặng thầy cô là món quà quý giá nhất cho sự nỗ lực, cố gắng của cả thầy và trò. Bên cạnh đó, các thầy cô giáo, khác với vẻ trang nghiêm hàng ngày đã hóa thân thành những chàng trai, cô gái đầy say mê trong lời ca điệu múa rộn ràng. Niềm tin, lòng quyết tâm, sự nhiệt huyết như được đốt cháy thêm lên qua âm hưởng tươi vui mạnh mẽ của bài ca sư phạm. Cảm động hơn nữa là ngày 20 tháng 11 năm nay, nhà trường đã mời các nhà giáo đã nghỉ hưu trên địa bàn thị trấn Vụ Bản về gặp mặt. Những mái đầu đã bạc,
dấu ấn của thời gian đã in trên gương mặt các thầy cô. Nhưng trong ngày kỷ niệm này, niềm vui và sự xúc động đang lan tỏa cùng với những nụ cười hạnh phúc. Đây là một hoạt động thực sự ý nghĩa nhằm tri ân các thế hệ nhà giáo đã nghỉ hưu. Hoạt động này góp phần bồi dưỡng, giáo dục cho các thế hệ trẻ lòng biết ơn sâu sắc, sự kính trọng, tôn vinh các thế hệ cha anh đã góp phần không nhỏ công sức của mình cho sự nghiệp chồng người. Hoạt động này là một việc làm đáng trân trọng nên được duy trì và nhân rộng. Ở trung tâm của thị trấn và là trường chất lượng cao của huyện. Bởi vậy, học sinh trường trung học cơ sở Võ Thị Sáu thường đại diện cho các bạn học sinh trong toàn huyện tham gia các hoạt động chào mừng của các ban ngành đoàn thể trên địa bàn thị trấn và của huyện Lạc Sơn. Chính vì thế, năm học 2014, được sự đầu tư của các cấp, đội nghi thức của nhà trường đã được thành lập với đầy đủ trang thiết bị theo đúng tiêu chuẩn. Đội nghi thức của nhà trường thường xuyên tham gia các hoạt động chào mừng và nhận được sự đánh giá cao về hình thức và chất lượng, đem tới một cảm giác mới về sự chuyên nghiệp. Nằm trên địa bàn thị trấn Vụ Bản, nhưng học sinh trường trung học cơ sở Võ Thị Sáu được quy tụ từ tất cả các xã trong huyện. Không ít học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhưng với truyền thống tương thân tương ái, các hoạt động quyên góp, ủng hộ, đặc biệt là ủng hộ học sinh vùng khó khăn rất được nhà trường, biên đội quan tâm, nhân rộng và phát triển. Trong học kỳ 1 năm học 2014-2015, nhà trường đã ủng hộ các em học sinh trường trung học cơ sở Biển Đồn 100 bộ quần áo, 180 cuốn vở trị giá 900.000 đồng, ủng hộ 100 cuốn vở cho các em học sinh trường tiểu học Ngọc Sơn trị giá 1 triệu đồng, ủng hộ cho các em học sinh chi trường tiểu học và mầm non xóm Đội 2, xã Quý Hòa 100 cuốn vở trị giá 1 triệu đồng. Đặc biệt, trong năm 2014, nhà trường đã phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Hòa Bình tổ chức chương trình giao lưu ca nhạc với chủ đề Những Trái Tim Không Tật Nguyện. Buổi giao lưu đã để lại nhiều ấn tượng sâu đậm trong lòng mọi người. Trong buổi giao lưu này, cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường đã quyên góp ủng hộ chương trình với số tiền là 1.900.000 đồng. Những hành động đẹp đẽ ấy đã góp phần làm ấm áp thêm tình người, tô đẹp thêm truyền thống yêu thương, đùm bọc lẫn nhau của con người Việt Nam. Trong không khí rộn ràng, sum họp của cái Tết đoàn viên, ai ai cũng hướng về gia đình và người thân yêu, hướng về cội nguồn, tổ tiên đất nước. Các chiến sĩ ra đi bảo vệ sự bình yên và cuộc sống tươi đẹp này đang nằm yên nghỉ trên mảnh đất quê hương yêu dấu Lạc Sơn. Chúng em xin kính cẩn nghiêng mình, xin thắp nén nhang để tưởng nhớ và cầu mong cho các anh được đón một cái Tết đầm ấm đủ đầy. Những gương mặt trầm tư và sự chăm chỉ cần mẫn của các em trong công việc dọn dẹp vệ sinh như nói lên tất cả lòng biết ơn và sự thành kính của mình. Hoạt động bổ ích thường niên của nhà trường thực sự có ý nghĩa khi giáo dục cho các em lòng biết ơn, một nghĩa cử cao đẹp, vừa giáo dục cho thế hệ trẻ biết sống, học tập, lao động và rèn luyện cho xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước, và để các em biết trân trọng hơn cuộc sống tươi đẹp hôm nay. Trong học kỳ 1 năm học 2014-2015, mặc dù phải học 2K, song với sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của ban giám hiệu, sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của thầy và trò trong hoạt động dạy và học, nhà trường đã đạt được những thành tích đầy ấn tượng. Tham dự kỳ thi chọn giáo viên giỏi cấp huyện năm học này, có 8 thầy cô giáo được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện, trong đó có 1 cô giáo được lựa chọn tham dự kỳ thi chọn giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Chất lượng giáo dục khai mặt của nhà trường luôn được duy trì và phát triển. Về hạnh kiểm, học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt chiếm 96,8%, xếp loại hạnh kiểm khá là 3,2%. Về học lực, học sinh xếp loại học lực giỏi chiếm 37,8%, xếp loại học lực khá chiếm 48,8%, xếp loại học lực trung bình là 13,4%. Về chất lượng mũi nhọn, tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện 8 môn văn hóa có 59 em được công nhận là học sinh giỏi cấp huyện, trong đó có 5 giải nhất, 7 giải nhì, 24 giải ba và 23 giải khuyến khích. Đội tuyển học sinh dự thi giải toán bằng máy tính Casio của nhà trường có 12 em đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện, 5 em đạt danh hiệu là học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó có 1 giải nhì, 3 giải ba
và 1 giải khuyến khích. Tham gia hội khỏe phù đồng cấp huyện, các em đoạt được 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 2 huy chương đồng. Cấp tỉnh, các em đã đoạt được 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 2 huy chương đồng. Những kết quả đó đã góp phần khẳng định vị thế của nhà trường luôn là lá cờ đầu trong công tác dạy và học của khối trung học cơ sở trong toàn huyện.